Chào mừng đến với Solanando. Solanando là một phần của vùng Hồ Nam, có khoảng 2.000 hòn đảo dọc theo bờ biển, nổi tiếng là vùng đất giao thoa giữa những nét đẹp truyền thống và nền công nghiệp phát triển. Với diện tích đất lớn thứ ba Hàn Quốc, Solanando còn là một địa danh du lịch xinh đẹp bậc nhất. Hãy cùng mình khám phá 12 địa điểm du lịch với phong cảnh tuyệt đẹp ở tại nơi này nhé. Đầu tiên, hãy cùng đến với bản giao hưởng ánh sáng nhẹ nhàng vang lên trên bầu trời trên mặt trời lặn, kiểm công viên Yasan của Yosu. Một khoảng trời yên bình khiến bạn có thể rũ bỏ mối âu lo, vất vả hàng ngày và đắm chìm vào không gian tuyệt diệu này. Để rồi cùng đến với công viên Yosu Expo trong World Expo, rộng lớn và có vô số nơi để bạn có thể giải tỏa căng thẳng, một nơi tràn ngập màu sắc và hương vị mà bạn không nên bỏ qua. Khi còn nhỏ, chúng ta đều mơ về biển, về đại dương và những sinh vật biển đúng không? Vậy còn chờ gì nữa mà không đến thăm thú viện hải dương học Hawa Aqua Planet Yosu? Hãy cùng ngắm nhìn những sinh vật biển xinh đẹp ở đây này nhé. Từ đại dương xinh đẹp cho đến những cánh đồng trà xanh ngắt, đứng trên những cánh đồng trà bát ngát, trải tầm mắt ra và tận hưởng hương trà thơm ngào ngạt, bạn có bao giờ đến gần tự nhiên và cỏ cây để thấy chưa? Nếu bạn là một fan của hội chợ triển lãm thì cũng đừng bỏ qua Sutron Bay Garden Expo. Đây là một hội chợ triển lãm tập trung vào công nghệ xanh như năng lượng mặt trời, phát triển bền vững và giao thông điện tử. Nơi đây trưng bày các công nghệ xanh, các cuộc triển lãm vườn quốc tế và bảo tồn đất ngập nước, đây là rất là thú vị. Đi đến Solanando, bạn cũng không thể bỏ qua được vịnh Sutron, mệnh danh là thủ đô sinh thái của Hàn Quốc, là một vùng đất ngập nước ven biển, có đồng cỏ rộng lớn, cánh đồng lau sậy và đầm lầy muối giúp ngăn ngừa ô nhiễm nước và làm sạch nước, một nơi có sinh vật phong phú và chất lượng nước trong lành mực nhất. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với đền Songwasa, đền gỗ kính và hồi niệm. Ở đây giúp cho tâm trạng bạn thanh tịnh và bình yên như lạc vào cõi mơ vậy. Rồi đền Songwasa, đền gỗ kính, bạn có thể đến với vườn tre Đam Giang, Suknowon, là nơi vô cùng thích hợp để đi dạo, tắm nắng và hòa mình vào thiên nhiên, quên đi cuộc sống bộn bề ngoài kia. Chúng ta cũng không thể quên được khu vườn Suknowon có từ triều đại Joseon, giúp phát hiện lại lịch sử hào hùng và những điều cổ xưa còn tồn tại đến ngày nay. Ta đã sắp đi đến chặng cuối rồi. Nơi tiếp theo đây là nơi mà bạn sẽ được ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, những cánh đồng hoa cả ngút tầm mắt, cùng với nước biển màu ngọc rực rỡ và núi rừng xanh biếc. Bạn cũng có thể ngắm nhìn các làng chài và các đồng lúa mặt ống mã, đó chính là hòn đảo xinh đẹp Jeosan-do. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là cầu Jeosu-sin. Đây là cây cầu treo dài thứ 5 trên thế giới. Jeosu-sin là tên của một vị đô đốc Triều Tiên sinh năm 1545 và đã chế tạo tàu chiến bọc sắt đầu tiên trên thế giới. Cây cầu cũng đã vào chung kết trong giải thưởng cấu trúc xuất sắc năm 2013. Vậy là tôi đã cùng bạn đi qua 12 điểm đến vô cùng thú vị và hấp dẫn tại Solanando giờ đấy. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau tại mảnh đất xinh đẹp này. Tôi chào bạn nhé.